Nên thưa quý bà con, Minh Toàn đang có mặt ở trên cái khu đằng trước của Hạ Long Bay. Và hôm nay Minh Toàn xin gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh về Hạ Long Đông, về buổi tối đến quý bà con cô bác. Chính vì thế mà Minh Toàn cũng xách máy quay đi, và bây giờ đây Minh Toàn đang quay lại một số cái hình ảnh của Hạ Long về buổi tối, hay cụ thể hơn là bãi cháy ở đây. Đây là bãi cháy buổi tối để gửi đến quý bà con cô bác. Như quý bà con cô bác thấy, đây là trước mặt chúng ta là một số cái dãy nhà liền kề đang xây dựng, mà quý bà con cô bác có thể cảm nhận được cái kiến trúc của nó khá là cổ, như là kiến trúc thuộc Pháp không nhỉ, Toàn không rõ về kiến trúc lắm, nhưng mà thấy cũng khá là nguy nga đồ sộ. Ở đây xây thì về với Hạ Long thì quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy được những cái căn nhà thôi, thì cũng rất là tươi trẻ rồi, mỗi màu, mỗi nhà một cái màu riêng quý bà con cô bác ạ. Ở đây màu xanh này, màu hồng này, màu tím này, màu vàng này, xanh da trời, xanh lá cây này, nhiều màu lắm. Mình toàn thấy đây nhiều màu lắm, mỗi nhà một màu quý bà con ạ. Không biết là ngoài cái nét đẹp ra thì người ta xây sơn màu như thế thì không biết là với mục đích gì nữa, nhưng mà Minh Toàn nhìn cũng khá là bắt mắt, rất là hấp dẫn phết. Và mến thưa quý bà con cô bác, trên tuyến đường chúng ta đang lưu thông đây là một trong những tuyến đường mà đẹp nhất nhì của thành phố Hạ Long. Vừa gặp em gái đi đường dễ thương quá. Buổi tối chúng ta lưu thông ở Hạ Long thì chúng ta cũng thấy được cái sự bóng bẩy của Hạ Long, có những cái ngôi đền.
ngoài quý bà con. Mến thưa quý bà con cô bác, trên tuyến đường này nó thuộc vùng thắng của Hạ Long. Và đất ở trên tuyến đường này là một trong những cái khu đất đắt nhất nhì ở thành phố Hạ Long bây giờ. Trước mặt chúng ta là cái làng chài của Hạ Long. Và làng chài Hạ Long này thì có một cái chợ gọi là chợ đêm Hạ Long. Quý bà con cô bác ạ. Đây mình toàn xin đi vòng vào đây để bác hiểu rõ thêm, biết thêm một chút về chợ đêm Hạ Long. Nước đây, cái nhà xoài và chúng ta đi rẽ phải rẽ tay đây. Đây là cái chợ đêm Hạ Long quý bà con. Này cũng là một trong những khu sầm uất của Hạ Long ấy quý bà con cô bác ạ. Có những nhà hàng rất là đẹp. Cái ba này khá là đẹp quý bà con. Và đây là chúng ta đang lưu thông đang gần đến cái chợ gọi là chợ Cái Răm. Đấy, quý bà con các bác thấy du khách ở đây ăn uống rất là nhiều. Có cái khu vui chơi dành cho trẻ con.